Em đặt cái store đấy giết đợi đi. Lính nó lên đấy rồi sao ấy? Lên 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 đây rồi. Có cần anh quay lại đấy phụ không? Có. Ok. Anh qua được anh về lại thì về. Đi đợi được thì xíu, về, đợi không xíu về nha, được đợi thì xíu anh không về được thì thôi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tôi ngắm về hướng đấy là thấy chúng nó quạ, chúng nó sát rồi. Chúng nó đi qua chỗ tôi lên đấy. Đang chạy về nha anh, đang chạy về nha, hết tốc lực chạy về, chạy đến nơi mất khoảng 2 phút á. Nhìn thấy tôi nhìn thấy tối thiểu là 2 3 thằng nhá. Đi đi đợi nhau. Nó hướng nào? Nó hướng nào? Đấy đây, chỗ chấm đỏ đây, gần tre của mình. Đợi 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 nhau cùng bọn nó cùng lên. Đằng sau lưng ông còn 3 thằng, 2 thằng nữa. 1 3 4 thằng cùng ùa vào đây kìa. Hay. Cover tốt thế nhỉ? Mấy thằng rồi? Hắn sao mấy thằng? Free người ta? Tôi giết một thằng rồi. Hay. Một thằng giết một thằng. Cảm ơn nhá. Giết rồi. Cứu đi. Gọi mấy đi. Còn, tôi tôi xuống. Nhá. Mặc rồi luôn. Thấy rồi, bên này. Giật lắm. Kê đi, nó lại lên rồi. Kê này, nằm kê này. Rồi, hết bằng nết rồi nha. Chắc em có, em còn có cái thôi đấy. Đi cứu build đi. Ổn, tôi đang sống mà. Ủa thế thằng nào chết rồi? Thằng ở trên này, trên đồi tôi. Thằng trên đồi, thằng trước mặt. Tôi đang cố gắng nhìn nè, nhưng mà chưa thấy nè. Trái. Chết. Kinh đấy nhở. Cứu thằng sniper xong rồi. Nó vẫn ở bên này này, nó tức là nó còn người ở bên bên trái, check bên trái. Mình cứu xong thằng sniper rồi. Bên phải vẫn còn, bên trái cũng còn. Cái gì? Lên. Cùng nhau lên. Đây, tôi kéo nó về đâu vậy? Từ từ, tôi kéo nó về, cứu mày cái. Tao hết bằng đấy rồi. Hết bằng đấy rồi, bỏ đi, bỏ đi, để cho medic tặng. Được rồi, tôi kéo mày cả. Có medic ở sau, có medic ở sau. Để coi mày. Không, đây, cứu đi, đi, coi mày. Cứu anh em. Rồi ok, bây giờ tôi theo sau nhá, tôi vẫn còn hơn 2 bác đạn nữa. Trước mặt có xe. Tất cả trước mặt đều là gia đình. Ui. Con mẹ mày giật cả mình, nó bị bắn cái đồ gì ấy. Lựu pháo, nó bên. Sao lựu pháo của mình? Bên trái. Ôi bị bắn đấy, lùi cái. Đuổi diện bắn qua. Ôi thấy rồi. Bắn từ đối diện. Ôi hiểu. Hướng 120 có nhá. Đúng rồi, đó. Ôi. Hết sắp hết đạn đấy nhá. Em sắp. Gần. Được chưa? Gần. Nó không có đạn. Thế đạn rồi, bắn từ đấy rồi. Cái này là bắn từ đấy rồi, bắn từ đồi kia qua lại rồi. Anh dùng cái hit AT hay là cái gì? Cái đồ đạn đó gì? Nó bắn được. Nạp đạn. Bấm rồi nạp đạn. Rồi không được là sao? Hết đạn rồi. Ơ? Là sao? E chào AP. Hết đạn rồi đấy, anh bị hết đạn rồi. Sao anh đã bắn đâu mới ra mà? Không, lúc anh đổ rô vô chiến trường nó sẽ không có cho đạn anh đâu. Đổ rô dưới chiến trường là sao? Này ông đang là xuống máy đúng không? Giờ ông đổ ra vãi. Cái gì mà à. Nghe mày sao lại hãm thế nhỉ? Anh nên chơi một chỉ mục tiêu nhất thôi. Trời ơi. Ông win kìa, win kìa. Ôi chắc là tôi giết đấy, tôi vừa giết một thằng xong. Easy man. Oh noob shit man. Rồi xem nào. Ông nào bảo tôi không giết được người, tôi giết 7 mạng, ok?
Không, đấy là chết. À thế à? Đấy, nó thì chết. À giết, thế giết mấy bạn? Ba mạng đúng không? Giết 4, giết 4, giết 4. À giết 4, tương thấy chưa? Giết 4. Cái số 3, cái dòng số 3. À, là giết à? Đầu tiên là giết, giết 3. Không, lâu rồi. Giết 3. Giết 3 đúng rồi. Giết 3, nóc 4. Hỗ trợ 4. Hỗ trợ 4 đúng không? À thấy chưa? Đi mẹ, thấy chưa? Thấy chưa? Ui các bạn tưởng lao win chứ còn gì nữa, làm gì có cái chuyện mà thua. Yo suốt bàn. Tôi làm ngay quả lâm anh em trên chiếc xe tăng này này. Cái này có 5 người không? 8 người thì đây phải rồi, nhạc này thì không bao giờ bản quyền. Lên đường. Rồi spec khi nào tôi nhìn địch thì tôi spec để ông hướng vào tôi nhá. Không, thật ra thì nếu mà không nhắn thì cơ. Bấm U, bấm nhìn những đó xong bấm chữ U lên. U à? Bấm chữ U là để mắt vị trí. Đấy. À hiểu, thay vì là tôi kia để ông cũng tập trung bấm bay, đừng bấm bay, đúng rồi, đúng rồi. Hiểu nhá. Đây đằng sau rồi. IT. Anh Bill bắn, đây IT bắn vô đi, bắn vô con xe tải. Đâu? Bên cạnh đó, bên cạnh đó. Đấy gì? Cách xa. Rồi, đứng xa chút, xa nữa. Đúng rồi. Bắn vô đầu luôn đi. Thế cảm giác tôi vẫn thấy cảm giác thế vẫn gần đấy. Gần không? Pew vào đây. Đúng rồi, gần mà. Gần quá. Bắn gần quá không có thiệt hại. Bắn gần quá không thiệt hại. Nó không kích được đấy. Bắn bởi bắn cho anh, đừng có bắn hư. Không có đổi được. Đừng cho nổ. Xem mình. Mình đánh gáp đi, từ. Núp. Vô nhà núp rồi, anh Bill ơi. Đây. Vô nhà núp. Điểm nó chỉ được cái đông lắm. Nhanh vô, đây đi. Hấp định bắt nha. Mình chiếm. Đang chiếm. Trốn. Trốn, Bill ơi, trốn gấp. Trốn. Chúng ta bị đến rồi. Trốn, chúng ta bị đến rồi. Chuyển chí rồi. Chết. Xe tăng địch vừa chết một con đúng không? Đúng rồi. Thiên giáp thôi. Đang chiếm rồi. Copy. Cuối. Rồi, mày tìm ra đi để tìm nó chiếm. Ái chà chà. Đâu? Tôi xin cái cửa. 500 à? Xây cái đây luôn đi, xây được. Đâu đúng không? Số. 500 cái ấy thôi, tắt máy. Đi nhất, còn được. Còn cháy dần, còn có 10% máu thôi. Đi. Sửa không có được. Đồ có thêm sức tài rồi. Yes! Đi mẹ một thằng nữa gục rồi đấy. Bịt còn nhiều nha, nó muốn chiếm lại trên default đấy. Lên xe này, nghe thấy bịt đeo còn này. Bịt đi, mà e mày thêm thằng nữa. Tuổi. Tôi nhỏ đêm ra nữa là mày chết nữa. Ra nữa là chết nữa con ạ. Có tiếng cướp chân. À không, có cướp chân của mình, ok. Quân mình lên được rồi. Còn mẹ cuối cùng thì chúng mày cũng đã qua ở đây. Bộ đống đang ở đâu rồi? Đang sửa xe dưới này. Đang sửa xe dưới xe xám. Ui, một mình tôi ở trên này rồi. Không có. Chết mẹ rồi. Anh Bill, thật anh Bill hô đi. Chờ tìm mình lên. Anh Vinh ở trước mặt kìa Vinh. Bịt con mà e mày chết rồi. Ê kìa, ơ tôi nhá. Phải nghĩ cách. Thấp, có thằng thấp, có thằng thấp kìa. Thấp như nào? À. Nó bò bãi cỏ gì. Ta đấy kìa. Đội đặc nhiệm vãi lồn. Ta kìa, đang cứu người kìa. Mắc hấp đi khu này đi. Hấp đi khu này là cái chấp rồi. Xe nó. Khu này này. Đây. Có well mà... play, well play man, well play. Chị bắt. Fuck. Cảm ơn Phúc Xuân Bình, cảm ơn Nguyễn Huy nhá. Ném được chai nữa. Ném được nữa. Phil thấy tăng không? Thịt có mấy... Trời. Trận này không thắng thôi, phí thì một mình tôi clear một góc rồi. Thì cô mà biết chơi một cái nó khác ngay. Giết 4, nóc 4, chết 4. Khác biệt. Hai thằng kia giết 3, 2-3 thằng đi mấy. Nóc 2-3 thằng.
Hợp lý rồi, biết chơi hơn rồi thì có mẹ mày, nó bắt đầu dương số rồi đấy. Súng này có vẻ quen hơn, nó giống PUBG hơn, thì có mẹ mày cảm thấy nó mượt hơn. Súng kia nó bắn giật quá, giật gì, giật tận nóc.